Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Và tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Tân Hợi chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Tân Hợi hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, có khả năng trúng số trúng thưởng sẽ bất ngờ mua nhà tậu xe giàu sang khó ai sánh kịp. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, nghĩa là kim xuyến bằng vàng. Người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, rất hợp vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Để xuất hành hay đi xa, hay làm ăn, thực hiện các công việc quan trọng, thì người tuổi Tân Hợi nên chọn ngày giờ nói trên, sẽ tránh được những rủi ro, tăng cường sự may mắn, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Tuy nhiên, nếu muốn thành công, những người này cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Người tuổi Tân Hợi, tuổi nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Là người sống lương thiện, nhân hậu, bản mệnh tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình cao từ 85 đến 95 tuổi. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ. Theo tử vi tháng 2 năm 2023, vận khí của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 tăng khá mạnh. Trong tháng, cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận. Bạn được rất nhiều cát tinh tương trợ, vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là nhiều vận may và niềm vui đưa tới. Cục diện tam hợp, Hợi, Mão, Mùi thúc đẩy công việc trong tháng mới của con giáp này hanh thông vô cùng. Làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho bạn cả danh tiếng và tiền bạc. Tình hình tài chính trong tháng của tuổi này có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Về tình cảm, vận nhân duyên khá lý tưởng, đặc biệt những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp ý. Sức khỏe của tuổi này cần lưu ý hơn, do ngũ quỷ hung tinh rình rập, cần dành sự quan tâm đặc biệt tới sức khỏe của mình bạn nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 2 âm lịch Quý Mão 2023, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nhờ gặp được cả cục diện ngũ hành tam hợp Hợi, Mão, Mùi và Nguyệt lệnh Lâm đế vượng nên rất có lợi cho phát triển sự nghiệp của người tuổi này. Vận xui xẻo trước kia đã tan biến, mà thay vào đó là vận may và niềm vui liên tục kéo đến. Cát khí trong tháng tăng mạnh, giúp khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc, tưởng đi vào ngõ cụt trước đó. Việc lớn, việc nhỏ đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, kết quả ưng ý. Bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp,
bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của người tuổi Hợi cũng tăng lên nhanh chóng. Với lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng và bạn rất dễ được đề bạt, đảm nhiệm thêm trọng trách mới. Nếu được trao cơ hội, hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân mình có nhé. Vị thế của người tuổi Hợi trong tập thể cũng ngày càng tăng cao. Tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước nên được mọi người tin tưởng. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao, hữu hảo cùng với sự xuất hiện của quý nhân giúp sức, nhiều bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, có được những cách làm việc sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn trước. Chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã định sẵn, tận tâm, tận lực làm việc là không khó để chạm tay vào thành công. Tuy nhiên, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn. Bạn vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác sẽ rước họa vào thân. Về mặt tài vận, trong tháng có nhiều các tinh trợ mệnh, công việc thăng hoa, đạt được kết quả ngoài dự kiến. Từ đó thúc đẩy vận tiền bạc được dồi dào, tài chính khởi sắc mạnh mẽ. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 nhận thấy, tài vận của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi, Mão, Mùi, trợ lực, lại là tháng đế vượng, cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của người tuổi này sáng nhất. Thu nhập của bạn ngày càng tăng cao, làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên, thẻ tín dụng không ngừng nhảy cấp số nhân. Việc kinh doanh, buôn bán được hanh thông, thuận lợi, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn ngày càng nhiều. Người làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận hóa khá cao, dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng. Đã tới lúc bạn để giá trị bản thân mình lên tầm cao mới, tình hình kinh doanh, buôn bán khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. May mắn gặp được nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi. Tháng này có nhiều các tinh trợ mệnh, có cơ hội trúng số, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Nhiều người biết nắm bắt được cơ hội này và trở nên giàu có một cách bất ngờ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng tiền hợp lý nhé. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt nhất để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng, khiến bản thân bị thua lỗ, đặc biệt thậm chí rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng cũng có điềm báo tán hao tiền bạc do kiếp tài nhập cục, vậy nên bạn phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận, hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 2 Quý Mão năm 2023, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 vừa được tam hợp cục trợ mệnh lại thêm ngũ hành tương sinh che chở nên vận trình tình cảm ngày càng hưng vượng, đào hoa khoe sắc rực rỡ, thúc nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao, năng nổ, gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình. Các cặp đôi có một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng bền chặt, có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao, bạn cũng đừng quá đặt nặng những vấn đề sâu xa khác. Mối quan hệ gia đình cũng rất thuận hòa, không khí vui vẻ, giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn.
Tuy nhiên, bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống cả đời, sao tránh những cự cãi, giận hờn. Những lúc như vậy, hãy chú ý hành sự có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính, để rồi phải nói lời hối hận. Ngoài ra, đế vượng xuất hiện trong tháng này mang hàm ý về sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công rất cao. Về mặt sức khỏe, tháng này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có thể gặp phải vấn đề bất lợi. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của bạn. Bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, bạn hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc vì tình trạng lao lực mà đổ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý an toàn trong sử dụng các vật dụng sắc nhọn, vận hành máy móc hay khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Quý vị thân mến, ắt hẳn trong chúng ta, ai cũng mong muốn mình được thành đạt và hạnh phúc. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trong thế giới bao la, rộng lớn, có rất nhiều người thực sự thành công trong lĩnh vực cụ thể của họ? Có phải họ thông minh hơn chúng ta hay đơn giản chỉ là làm việc chăm chỉ? Hay họ thực sự mạo hiểm và có sức mạnh kỳ lạ? Trong cung bậc của sự thành công, thể hiện cao nhất là nhu cầu tự khẳng định mình trong công việc, các mối quan hệ và thành công trong cuộc sống. Thứ nhất, bắt đầu từ giấc mơ của bạn. Viết ra màu giấy nhỏ, những mục tiêu cụ thể và lên kế hoạch để đạt được chúng. Ngạn ngữ cổ có câu, giải pháp không xuất hiện ra bằng giấc mơ và giấc mơ không phải là mục tiêu của bạn. Vậy, hãy bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ của bạn chứ không ấp ủ chúng trong đầu. Thứ hai, hành động. Mục tiêu không phải những gì mà không có hành động. Mỗi ngày bạn thực hiện một hành động cụ thể để tiến đến mục tiêu, cho dù là nhỏ nhất. Thứ ba, không ngừng học tập. Học, học nữa, học mãi, chịu khó đọc sách và trau dồi thêm các kỹ năng sống. Thật tuyệt vời khi bạn xa rời nhà trường mà nhận ra rằng sự thú vị và tầm quan trọng của việc học tập. Khi đó, bạn sẽ chững chạc và trân trọng thời gian hơn. Thứ tư, luyện lòng tự tin và nghị lực. Đâu là sự khác biệt giữa những người tự tin rằng mình sẽ thành công và những người không tin vào chính mình? Nơi chúng ta sống không tạo ra sự khác biệt ấy, mà do chính chúng ta nhận và xử lý sự việc như thế nào. Người lạc quan biết cách vượt qua thất bại để hướng đến mục tiêu, còn người bi quan lại có suy nghĩ chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ và có những hành động tiêu cực. Để có một sức mạnh niềm tin vào bản thân cùng nghị lực đủ vượt qua trước những thất bại cùng với sự va chạm của cuộc sống, bạn nên rèn luyện từng bước một. Tuy rất khó khăn và đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nó mang lại nhiều điều kỳ diệu cho chính cuộc sống của bạn. Để tự tin, trước tiên bạn phải chú ý việc trau dồi kiến thức cả về chuyên môn lẫn các quy tắc xử thế, giao tiếp và phép xã giao. Tiếp đến là ngoại hình, gương mặt luôn tươi tắn, trang phục chỉnh tề, phù hợp với từng hoàn cảnh. Thứ năm, luyện nhân cách. Người Việt Nam chúng ta có câu nổi tiếng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính là sự thể hiện của nhân cách, đạo đức của một con người. Việc rèn luyện nhân cách được ảnh hưởng bởi nền giáo dục của gia đình và cả cộng đồng xã hội. Một người có nhân cách đĩnh đạc, trang nhã và hiểu biết chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến và tin cậy. Thứ sáu, bền bỉ và chăm chỉ. Thành công giống như một cuộc đua đường dài mà không có giai đoạn nước rút. Điều đó có nghĩa là bạn cần đến sự bền bỉ và tích lũy kiến thức cả quá trình trong cuộc sống, chứ không phải một sớm một chiều hay một giai đoạn ngắn. Hài hước hơn là các bạn trẻ thường dùng từ chộp giật. Thứ bảy, cách nghĩ một vấn đề.
luôn luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan. Đây là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của bạn. Tin rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bạn nên biết rằng những điều tích cực luôn đến với những người suy nghĩ tích cực. Thứ 8, học cách phân tích tình huống. Đây thực sự là một kỹ năng trong cuộc sống. Bạn cần thực sự bình tĩnh và tỉnh táo trước mọi tình huống, cho dù là tích cực hay tiêu cực, để giải quyết thấu đáo. Đây cũng là kỹ năng để bạn nhận ra được cơ hội tốt cho mình, cũng như tránh phải những rủi ro. Thứ 9, tập trung thời gian và tiền bạc. Không bao giờ để những điều vô ích hoặc người khác làm lãng phí thời gian của bạn. Có thể là gặp nhiều thất bại đó, nhưng đó cũng chính là những bài học quý báu cho bạn, và hãy luôn lạc quan là sẽ đạt được mục tiêu. Thứ 10, có trách nhiệm với công việc. Bạn là nhà quản lý hay nhân viên bình thường không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có tinh thần trách nhiệm với công việc mà mình đảm nhiệm sẽ giúp bạn thành công và thăng tiến. Vì vậy, khi bạn nhận làm công việc gì, bạn hãy làm hết mình, dồn hết tâm huyết và thời gian để thực hiện nó đúng tiến độ, chắc chắn thành công sẽ đến với bạn. Thứ 11, không ngại đổi mới. Hãy khác biệt, chỉ có đam mê và sự quyết tâm mới làm bạn khác biệt và tạo nên sự mới mẻ trong cuộc sống. Vì vậy, luôn dám nghĩ, dám làm và đón chào những điều mới mẻ. Thứ 12, trung thực và trách nhiệm. Đây là yếu tố tạo dựng uy tín của bạn với các mối quan hệ trong cuộc sống. Một khi bạn bất tín thì thực sự khó để lấy lại được lòng tin của người khác. Mỗi người có một cách riêng để đạt được thành công cho bản thân mình. Hãy cho mình một giấc mơ, mục tiêu và con đường để hiện thực nó, cho dù là nhỏ bé. Chăm chỉ và bền bỉ theo đuổi, tất cả sẽ không phụ công bạn. Chúc các bạn thành công! Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!